yêu. Nhưng mà biết rồi, Phúc và bạn Phúc nói về một điều rất là kỳ về làm sao có nhiều người thú vị về kênh của Phúc. And đầu tiên là con gà and Alibaba. Nhưng mà hơn nữa, ví dụ đồ ăn, Phúc muốn làm video về mắm tôm. Mọi người thích mắm tôm không? Yeah. Thích, nhưng mà Phúc ăn món tôm cẩn thận nha. Nó hay dính vương vải đó. Rồi khả năng mà tắm rửa nó cũng hơi khó khăn. Rồi, biết rồi. Nhưng mà tất nhiên người Việt thích mắm tôm, người nước ngoài không thích. Ví dụ Phúc làm video đầu tiên về mắm tôm, xem rất nhiều người nước ngoài ăn tử. Nhưng mà nếu Phúc uống một chén hết sẽ thú vị hơn. So Phúc để mắm tôm cho một chén uống hết luôn. Ủa, thật không? Dạ. Yeah, đã thật. Từng làm như vậy à? Có video trên kênh rồi. Rồi có đau bụng không? Một chút. Okay, một chút. Một video khác. Phúc muốn ăn con đung dừa. Rất nhiều người nước ngoài ăn thử trước. Phúc nghĩ, cái gì thú vị hơn? So Phúc cho con đung dừa cành mới của Phúc. Đau quá. Nó cắn được luôn. Cắn được. Cắn. Bữa nào Phúc làm cái clip mà cái con cua nó kẹp cái mỏ đó, thì người ta sẽ xem. Rất là đông. Có lẽ. Trời ơi, có lẽ luôn. Em xui kiện anh đó nha. Anh đang nói chuyện với luật sư á, kiện. Đó là một ý tưởng. Chỉ bày cho bạn nè. Ý tưởng mà. Phúc sẽ viết kế hoạch sau chương trình này. Nếu mà học luật á, thì Phúc phải nghiên cứu luật. Bởi Việt Nam có những cái luật nếu mà nâng lên á, là Phúc cũng mệt. Bởi vì Phúc làm cái điều đó đó, Phúc vô tình dạy cho những đứa con nít á. Đúng rồi. Nó bắt chúng nó làm theo. Mà nó có gì là ba mẹ thưa Phúc. Tất cả đứa trẻ lắm. Sẽ làm theo. Đúng rồi, à, hiểu rồi. Luôn luôn á, Phúc làm những cái clip đó, Phúc nên để cái chữ là gì? Đừng bao giờ làm theo tôi, rất là nguy hiểm. Không bao. Dạ, mà Phúc biết không, thật ra ở Việt Nam á, nó có công thức. Một cái công thức chung cho cái sự thành công ở trên mạng hoặc là một cái tiết mục hay á. Dù là một phút hay. Hello mọi người. Đầu tiên Phúc muốn cảm ơn anh và cảm ơn em đã mời Phúc tham gia vào chương trình này. Hình ảnh chàng trai Tây mặc đồ bộ dẫn theo gà cưng bé Đạt xuống phố khiến nhiều người rất thích thú với hình ảnh lạ mặt nhưng cực kỳ dễ thương. Anh là ai? Tốt nghiệp ngành luật tại Mỹ nhưng Brandon Hurley, hay thường gọi là Phúc Mập, 31 tuổi, đến từ Florida, Mỹ, lại không muốn trở thành một luật sư. Trước khi đến với Việt Nam, Phúc Mập từng chu du qua 11 quốc gia châu Á để tìm cảm hứng. Tuy nhiên, mảnh đất hình chữ S lại là điểm dừng chân cuối cùng và chính nơi đây, anh đã tìm được tình yêu đích thực. 5 năm sống tại Việt Nam, Phúc đã xuất học tiếng Việt và cố gắng giao tiếp với mọi người bằng tiếng Việt. Với anh, chỉ như thế mới thể hiện được sự trân trọng và yêu mến với mảnh đất mà anh đang đứng, bầu không khí mà anh đang thở và những con người mỗi ngày luôn vẫy tay chào và mỉm cười với anh. Ngoài công việc là giáo viên tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ, Phúc còn dành thời gian để xây dựng một kênh YouTube giới thiệu về văn hóa, ẩm thực và những nét đặc trưng của Việt Nam với bạn bè thế giới. Trong từng video đều là những câu chuyện cười nhẹ nhàng, vui tươi, vì Phúc muốn truyền thật nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người. Giải mã Phúc Mập, bỗng dưng nổi tiếng hay là sự tính toán? Bao nhiêu Phúc đến Việt Nam bao lâu mà tiếng Việt rành quá vậy? Ở đây 5 năm rồi. Em thì á muốn nói với quý vị khán giả là thật ra nếu mà ai chưa xem kênh của Phúc Mập á, thì vẫn chưa hiểu cái câu chuyện là tại sao này gọi là kỳ tài. Kỳ tài ở chỗ là nếu mà quý vị chỉ có 5 năm ở một đất nước xa lạ và nhiệm vụ của quý vị phải là nghiên cứu văn hóa của nước đó, đúng, sở thích của nước đó, dung hòa với những cái kỹ năng mình có và quên đi cả cái chuyên môn của mình để hòa nhập mà không hòa tan. Và làm sao mình cho thêm màu sắc chiêu trò để người ta coi kênh của mình. 240.000 người theo dõi. Đó chính là khoảng 30 cái trường học. Học sinh của toàn bộ 30 trường học đó phải theo dõi bạn, phải ấm subscribe cái kênh đó trong vòng đúng thời gian 1 năm. Đó là một nhiệm vụ tưởng là bất khả thi với một người nước ngoài. Nếu bạn qua một nước khác như là Thượng Hải, Seoul hay là Mỹ hay là châu Âu sẽ rất là khó để làm điều đó. Để cho một cộng đồng mới chấp nhận mình như mình là một phần của cộng đồng đó. Rất khó đúng không Phúc? Đúng. Nhưng rồi mà Phúc làm được. Đó là lý do tại sao Phúc ngồi ở đây ngày hôm nay. Ủa nhưng mà sao bây giờ anh ít thấy Phúc đi với vợ, anh thấy Phúc đi với gà không? À buồn bây giờ không có gà nữa. Thường xuyên đi với gà hay con vịt nhưng mà hôm nay không có. Thường xuyên là đi với gà với vịt nhiều hơn vợ đúng không? Dạ. Ủa sao thú vui lạ vậy đó? Làm ơn đừng nói vội vợ. Phúc ơi, Phúc có biết là cái phát âm ấy, tiếng Việt á, con gà, con vịt á, thật ra cũng là cách chơi chữ đó. Uh-huh, đó. Biết.
giống như kiểu là mình đi với người thứ ba đó, hay là mình có bồ, có người yêu ngoài vợ đấy. Thì mai mốt Phúc chú ý nha, đi đâu mà nghe nói anh nói anh tối nay đi với gà hay anh đi kiếm gà là gà, gà trên nướng. Gà Phúc là mấy ký? À, có lẽ 1 ký. Phúc thích gà 45 ký không? Không thích. Đặc biệt nhiều con móng đỏ. Anh biết hết luôn. Trời ơi. Nhưng một cái tên mà nước ngoài không khó gọi tên nhiều của anh em. Bandon Holly. À, anh lại chuyển qua tên Phúc Mập. 5 năm trước Phúc và bạn Phúc đi du lịch miền Bắc. And Phúc đã gặp một phụ nữ. Phụ nữ đó nói Phúc Bell. And đó là tên đầu tiên Phúc nghe. Phúc nói ok Phúc Bell. Nhưng mà về thành phố Hồ Chí Minh nên mọi người nói Phúc Mập. Phúc Mập dễ thương hơn. Béo như mập, nó như nhau. Béo, không đẹp. Mà nếu mà Quỳ Linh mà gặp Phúc Mập ngay từ đầu á, Linh sẽ không gọi Phúc Mập đâu. Gọi là Phúc Rau. Cũng dễ thương. Đẹp quá. Cảm ơn. Cho Linh rờ cái rau của cái được không? Anh hả? Cái gì vậy? Phép lịch sự người Mỹ là không có đụng đâu người ta. Ủa vậy hả? Không sao, ở Việt Nam. Phúc Mập là người Việt Nam mà. Người Việt Nam rồi. Việt Nam rồi đúng không? Cho Linh rờ rau cái nha. Dạ, tất nhiên. Rờ thôi nghe anh. Mềm không? Mềm. Đi vô đã vài. Một tuần gọi rau mấy lần? Hàng ngày. Phải chăm sóc. Ở Mỹ bình thường, ở Việt Nam 10 ký. Bất đó là tại sao kinh khu Phúc và ngoài hình Phúc đặc biệt. Tại vì không có nhiều người có rau đẹp như vậy. À. Có nhiều người có rau đẹp, nhưng có nhiều người có rau thấy ghê lắm. Em nghĩ là đó là lý do tại sao anh Quỳ Linh không bao giờ để rau đó. Biết được là cái điều đó sẽ làm Phúc nổi bật ở Việt Nam, không chỉ là cái ngoại hình bên ngoài của mình phải không? Mà cái những gì mà Phúc mang lại, thật ra Phúc biết ở Việt Nam nhiều người làm YouTube lắm, nhiều streamer lắm, nhiều người làm vlog lắm đúng không? Có. Hơn nữa không có nhiều người nước ngoài ở Việt Nam mà làm YouTube. Kênh của mình cũng mới lập thôi và được 240.000 người theo dõi, có nghĩa là đã được cái nút bạc rồi. Còn khoảng thêm 700.000 người là mình được cái nút vàng. Dạ, thì có muốn tiến xa hơn trên cái hành trình này không? Đó là mục tiêu nút vàng. Nhưng mà Phúc nhận được 240.000 người là 14 tháng, 16 tháng. So Phúc nghĩ sẽ nhận được nút vàng 2 năm nữa. 2 năm nữa hả? Bây giờ Phúc làm cái này là coi như là nút vàng liền nè. Coi như là râu đã để cái màu đó. Chân mày nhiều màu tím. Ở trên đây nhiều màu vàng. Nhưng mà không bao giờ râu màu xanh. Yêu râu xanh. Không tốt, không tốt. Sao không biết cái gì không? Cũng nói được. Không biết cái gì ghê quá. Hôm nay Phúc với anh mặc áo cùng gu. Hai người đều đẹp trai trời. Bữa nay anh sợ đụng hàng với Phúc. Phúc thì thường là mặc áo bà ba ha. Đúng. Mang dép rồi Phúc hay mặc đồ phụ nữ. Lạ lắm nha. Hay mặc đồ phụ nữ, râu với phụ nữ mặc đồ kiểu giống nữ. Vậy nè phải không? Thành ra là Linh hay hôm nay Linh xào đụng hàng Linh mặc đồ vest, cuối cùng đụng hàng luôn. Tự nhiên hôm nay hai người khác quá vậy, sao không xuất hiện như nhau như bình thường? Như Linh với Phúc có một cái gì đó nó gọi đó, là đó là đồ phụ nữ hả? Phúc nghĩ đó là áo dài. Đâu kia là họ nói đó là áo dài. Dài hả? Vậy là họ tròn Phúc rồi. Trời. Nhưng mà đó là cái điểm mà làm cho Phúc được nhiều người thích. Tại vì anh thoải mái lắm, anh đâu có cầu kỳ đâu anh. Muốn thích cái nào là mặc cái đó. Thậm chí mặc đồ phụ nữ đi ngoài đường vẫn có thể vui vẻ, thoải mái. Đúng không Phúc? Dạ. Đó, một bí mật, đấu ngủ đó rất thoải mái. Dạ. Thích kẻ đàn ông không biết, tại vì không bao giờ mặc cái đó. Nhưng mà quần áo đó rất thoải mái. Nhưng mà sao không mặc, nay không mặc đồ giống như này, nay mặc đồ vest vậy? Đây là lần đầu tiên lâu quá, kể từ làm MC. Sau khi Phúc làm MC, MC cũng vậy, sẽ mặc áo vest. Đúng là anh này anh làm sao cũng được nha, cấu hình của anh xuất hiện giống như luật sư cũng được. Bây giờ muốn vui không? Tôi lật kèo, tôi chuyển ra ngoài đường, tôi ôm con vịt, tôi mặc áo bà ba, áo xách nách. Tôi chạy xe máy vòng khắp ruộng cho coi. Hay thiệt á, cái này là Phúc cố tình xây dựng hình ảnh để người ta thích mình. Hay là trong bản chất của mình á, mình thích linh động vậy? Rất linh động với quần áo, mặc đồ ngủ của phụ nữ, mặc áo bà ba, mặc áo vest, luôn luôn khác nhau, tùy video. Vậy là cố tình đúng không? Phúc sống ở đường Phạm Văn Hai, em vỡ lên lên trên đường Phạm Văn Hai, chợ Phạm Văn Hai. Phúc mua đồ bộ, em mua con gà,
ở đâu? Tại chợ Phan Văn Hai. Tất cả mọi người biết vợ rồi. Sẽ, trong cua với, hiểu rồi. Xong vợ một chút xấu hổ, nói với Phúc rồi. Sẽ, đừng về nhà rất xấu hổ. Tất cả bạn cua vợ đã nhắn tin cho vợ. Trong cua vợ rất dễ thương, rất rất đánh bèo. Xấu hổ mặt buồn xuống đúng không? Anh là vợ sau này ít đi dám đi với Phúc đúng không? Bây giờ lại ví dụ quay COVID vợ nói thêm bạn đi, thêm bạn bè đi. Nhưng mà sau đó cái số tiền nó đổ về trong cái kinh đó, trong cái tài khoản đó, vợ có thích không? Có. Thích chưa? Đầu tiên không kiếm tiền, và bây giờ kiếm tiền vì vậy vợ tự hào hơn. Vợ giúp đỡ Phúc rất nhiều khi làm trường trên, khi quay video cho YouTube. Vợ luôn luôn giúp Phúc. Cái đó có phải là do mình ý thức được là điều đó đang thiếu ở trong cuộc sống không? Thiếu những cái kỳ cục, những cái lạ. Đó là tại sao kênh của Phúc phát triển nhiều hơn. Nếu Phúc make outfit kẻ video, không ai xem. Ai quan tâm? Đúng. Nói tiếng Việt rất rãn, bất không ai quan tâm. Đúng rồi. Bình thường rồi. Thành ra cái đó là một cái hay của Phúc đó. Tức là Phúc biết bổ sung cho cuộc sống những cái gì đang thiếu và những cái gì khán giả cần. Đây không phải là một luật sư, mà đây là một nghệ sĩ sáng tạo. Dạ. Một năm trước Phúc có nghĩ là mình sẽ thành công với nút bạc hay nút vàng không? Hay là chỉ là chơi vui thôi? Đầu tiên mục tiêu của Phúc là 50,000 người đăng ký trong một năm. Đó là mục tiêu lớn. Nhưng mà biết rồi, Phúc và bạn Phúc nói về một điều rất là kỳ. Để làm sao có nhiều người thú vị về kênh của Phúc. And đầu tiên là con gà and Alibaba. Nhưng mà hơn nữa, ví dụ đồ ăn, Phúc muốn làm video về mắm tôm. Mọi người thích mắm tôm không? Thích, nhưng mà Phúc ăn món tôm cẩn thận nha. Nó hay dính vương vải đó. Rồi khả năng mà tắm rửa nó cũng hơi khó khăn. Rồi, biết rồi. Nhưng mà tất nhiên người Việt thích mắm tôm, người nước ngoài không thích. Ví dụ Phúc làm video đầu tiên về mắm tôm, xem rất nhiều người nước ngoài ăn tử. Nhưng mà nếu Phúc uống một chén hết sẽ thú vị hơn. So Phúc để mắm tôm cho một chén uống hết luôn. Ủa, thật không? Dạ. Yeah, đã từng làm như vậy à? Có video trên kênh rồi. Rồi có đau bụng không? Một chút. Một video khác, Phúc muốn ăn con đung dừa. Rất nhiều người nước ngoài ăn thử trước. Phúc nghĩ, cái gì thú vị hơn? Sau Phúc cho con đung dừa cành mới của Phúc. Đau quá. Nó cắn được luôn. Cắn được. Cắn. Bữa nào Phúc làm cái clip mà cái con cua nó kẹp cái mỏ đó, thì người ta sẽ xem rất là đông. Có lẽ. Trời ơi, có lẽ luôn. Em kiện anh đó nha. Anh đang nói chuyện với luật sư á, kiện. Đó là một ý tưởng. Chỉ bậy cho bạn nè. Ý tưởng mà. Phúc sẽ viết kế hoạch sau chương trình này. Nếu mà học luật á, thì Phúc phải nghiên cứu luật. Bởi Việt Nam có những cái luật nếu mà nâng lên á, là Phúc cũng mệt. Bởi vì Phúc làm cái điều đó đó, Phúc vô tình dạy cho những đứa con nít á. Đúng rồi. Nó bắt chúng nó làm theo. Mà nó có gì là ba mẹ thưa Phúc. Tất cả đứa trẻ sẽ làm theo. Đúng rồi. À, hiểu rồi. Luôn luôn á, Phúc làm những cái clip đó, Phúc nên để cái chữ là gì? Đừng bao giờ làm theo tôi, rất là nguy hiểm. Không bao. Dạ, mà Phúc biết không, thật ra ở Việt Nam á, nó có công thức, một cái công thức chung cho cái sự thành công ở trên mạng hoặc là một cái tiết mục hay á. Dù là 1 phút hay tới 10 phút thì nó đều có công thức. Phúc có biết công thức nó là cái gì không? Không biết. Thật ra nó chỉ có 3 yếu tố thôi. Người ta nói là cái tính giải trí và entertainment. Cái thứ hai là những cái thông tin. Information. Yeah, the information. Cái thứ ba là cái thông điệp, the message. Mà mình chuyển tải trong đó. Không nghĩ được là một cái người nước ngoài, cái dáng dấp rất là man ha. Dạ. Râu ria này kia ha, rất là ok. Rồi mặc áo ngủ, dắt con vịt đi ngoài đường. Mà nếu Việt Nam người ta thấy đi như vậy á, người ta nói là khùng. Phúc không bao giờ nghe khùng bớt, nghe huyền thoại như người ta nói. Phúc huyền thoại đó hả? Phúc sẽ đấu ngủ nay huyền thoại. Vì vậy Phúc cũng là huyền thoại. Nó có nhiều dạng khùng. Khùng còn biết mình khùng thì là vui. Còn khùng mà mình không biết mình khùng nữa đó là thôi rồi đó. Yeah. Là đi xa rồi đó, nó khùng thiệt đó. Vậy là anh đang nói tới hai từ, một cái là có ý thức. Đúng rồi. Một cái là không có ý thức. Em nghĩ Phúc là tầng 1. Tại vì Phúc có logic, Phúc đã được đào tạo về luật và đã được
có tất cả những kiến thức cơ bản về văn hóa của cả Tây và ta luôn. Xong rồi Phúc qua đây á, Phúc dùng thêm cái yếu tố giải trí của mình nữa kết hợp vô. Người ta gọi là khùng có ý tưởng đó. Đó. Mà muốn có ý tưởng như thế phải hiểu cái văn hóa vùng miền của Việt Nam. Văn hóa rất quan trọng luôn. Đúng Phúc rồi. Có quan tâm đến văn hóa Việt Nam trước khi làm cái kênh YouTube này không? Có. Có. Thấy chưa? Đó là một mục tiêu của Phúc. Khi sống ở Việt Nam, học tất cả về văn hóa, ngôn ngữ và người Việt Nam. Muốn học tất cả về văn hóa này. Chứng tỏ là Phúc rất yêu Việt Nam. Phúc xem Việt Nam là một quê hương thứ hai của mình, đúng không? Đúng rồi, quê hương thứ hai. Phúc kia có hình xăm Việt Nam rồi. Ở đâu? Ở đâu? Trên bùn. Cái đó là hình bản đồ hay là hình một cái vùng miền nào đó? Bản đồ và tên Phúc Mập. Tức là cái văn hóa Việt Nam nó ngấm sâu vào da thịt, vào máu huyết của Phúc rồi đó. Và bây giờ tôi thấy người Việt Nam rất là rõ ràng đang đối diện tôi, chứ không phải lúc đầu mà chỉ là một người Mỹ hiện diện tại Việt Nam. Em thắc mắc tự nhiên tại sao là Việt Nam mà không phải là một cái nước Đông Nam Á khác. Phúc đi du lịch Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia, nước Lào, Hàn Quốc, Đài Loan, đi du lịch tất cả nước. Nhưng mà ở Việt Nam thoải mái nhất, người Việt Nam thân thiện, đồ ăn ngon nhất, văn hóa rất là thú vị. Đồng ý. Hay quá nhờ, dùng từ rất là chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Phúc yêu Việt Nam trước hay là Phúc yêu vợ Phúc trước? Yêu Việt Nam trước. Tại vì ở đây hơn một năm trước khi gặp vợ. Bởi vì có nhiều người qua đây, họ lúc đầu họ qua đây để họ làm việc, xong rồi yêu người phụ nữ Việt Nam trước, rồi ở lại luôn, rồi ở lại rồi sau đó mới yêu Việt Nam. Nhưng với Phúc là yêu Việt Nam trước khi yêu vợ đầu tiên. Cái này rất là hay. Đúng rồi. Vợ của Phúc động lực hơn để học nữa. Học nữa về văn hóa và tiếng Việt. Ngoài cái chuyện mà YouTuber ra thì Phúc còn làm việc gì nữa? Phúc cũng là giáo viên tiếng Anh, cũng là MC võ thuật, và là một chồng đặc biệt. Một chồng đặc biệt là sao? Chăm sóc gia đình. Một người chồng tốt. Dạ, tức là nghề nghiệp của vợ chẳng hạn như là nội trợ thì của chồng. Đó, cũng là người đẹp trai nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một công việc rất là khó. Em hồi nãy Phúc nói gì? Cái gì võ thuật là Phúc là MC võ thuật hả? Boxing, jiu-jitsu, Muay Thai. Gì thai? Muay Thai. Muay Thai. Đá và đấm. Đấm đá. Muay Thai. Bây giờ Phúc làm MC võ thuật đúng không? Đúng rồi. Thường mình làm cái gì mình phải hiểu về nó. Yep. Thậm chí mình biết để mình có thể. Phúc cũng thấp boxing, cũng thấp jiu-jitsu. Bây giờ Phúc thử đi một vài cái đường quyền nào. Ok. Hôm qua Phúc đi lớp boxing. So, ví dụ phải học đơm. Đơm là số 1, số 2, wow. Số 3, số 4. Không sử dụng nhiều. Đá. Quần tay này một chút chết không đá được. Lớp boxing thôi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5. Two. Vậy không? Phúc mà đánh boxing là bảo đảm Phúc thua. Nếu có vấn đề thì sử dụng boxing. Nhưng mà sống ở đây 5 năm rồi em không có vấn đề. Phúc rất thân thiện. Phúc đừng đi đánh võ nha. Bởi Phúc đánh võ Phúc là người thua trong khoảng độ 1 phút 30 giây thua luôn. Sao vậy anh? Bởi vì vừa vào nó nắm luôn cái râu luôn là thua rồi. Cái này là chơi dơ, chơi ăn gian. Ăn gian không gì? Có ai được nắm tóc hay nắm râu. Ủa ta tìm ra cái quyệt đạo chứ. Nào. Cái này một chút nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Ngoài YouTube ra rồi giới thiệu Phúc vào showbiz luôn. Phúc biết hát được không? Phúc chưa nói với mọi người. Phúc cũng là người hát rap. Là rapper. Rap Việt Nam được không? Nửa tiếng Anh, nửa tiếng Việt. Thử coi. Phúc mặt đẹp trai, this is for my gingers. Never share food, cry me a river. Bùng bò Huế, all that ball I load. Nổi tiếng ở Sài Gòn, I'm the YouTube goat. Rap music video rồi. Bùng bò Huế à? Bùng bò Huế, or ball I load. Nổi tiếng ở Sài Gòn, I'm the YouTube goat. Em thích cái điệu bộ mà anh hát cái Alves nè. Gọi là thái độ đó. Yeah. Gọi là thần thái đó. Cái thái độ. Okay. Tất cả rapper có thái độ. Yeah. Thái độ đấy. Attitude. Yeah. Let's say, brush your shoulders off. Giống như rửa tay gen COVID vậy đó. Rửa tay gen COVID hả? Mỗi một lần vậy con là gì nè. Sau khi Phúc ăn sầu riêng, làm như vậy. Lấy sầu riêng ra. Bây giờ mình thử trắc nghiệm coi nè. Thấy rap là quá là hay rồi. Không biết là về cái vốn từ vựng của Phúc
tiếng Việt á thì ổn không ha? Nhất là miền Bắc và miền Nam mà làm sao mình có thể phân biệt được tiếng Bắc và tiếng Nam? Phúc nói rồi, đó là một vấn đề. Thay vì tất cả gia đình của vợ đến từ Hải Phòng, vì vậy Phúc học cả hai. Ví dụ ở miền Nam là cây lý, ở miền Bắc là cây cốc, ở miền Nam là con heo, ở miền Bắc là con lợn. Trái thơm, trái dứa, một trên một bát, cái ly và cái cốc, cái cốc. Ở miền Nam á là hột vịt, ở miền Bắc là hạt vịt. Hạt vịt hả? Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Ở miền Nam là hột vịt lộn. Miền Bắc là hạt vịt lộn. Hạt vịt lộn hả? Trứng vịt lộn. Thế bây giờ em hỏi một câu về ngôn ngữ nè, có Phúc biết không nha? Đố Phúc, tại sao con heo ăn bắp, còn con lợn lại ăn ngô? Tại vì ở miền Nam là bắp là corn, but ở miền Bắc là ngô là corn. Nên con heo miền Nam, con lợn miền Bắc, số con lợn sẽ ăn ngô, con heo sẽ ăn bắp. Nếu mà Phúc được nói chuyện với Lê Hoài Trinh nhiều thì những cái từ ho lóng hay là những cái cách mà chơi chữ đó thì chắc chắn sẽ học nhiều thêm nữa. Phúc đang cố gắng, ví dụ video nổi tiếng nhất của Phúc sau Bè Đát là Phúc đi làm mà một quán cơm tôm, chủ nhà hàng đó là bạn của Phúc nên cho phép Phúc là phục vụ. Wow. Sao trải nghiệm nó Phúc, thú vị. Phúc học tất cả về cơm tôm. Cái view cao không? Cái clip là bao nhiêu người coi? 1.5 triệu lượt xem. Nếu anh là một người á, producer cho Phúc á, thì anh sẽ hướng đi Phúc để một cái định hướng tương lai về YouTube á, nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Phát triển nhanh. Bởi vì chính những nghệ sĩ Việt Nam họ sẽ hiểu khán giả mình muốn cái gì. Quỳnh Linh sẽ có thể chia sẻ với Phúc những cái mà khán giả đang cần để có thể tư vấn cho Phúc làm những cái gì đó mà nó vừa đậm chất văn hóa nè, nó vừa hài hước nhưng nó nằm trong cái khuôn khổ là văn hóa và văn minh. Cả là vấn đề về networking. Đó là một điều đặc biệt về kênh của Phúc. Tại vì Phúc làm video hợp tác với nhiều người. Mọi người biết bà Tân Vlog không? Dạ biết ạ. Phúc đi đến Bắc Giang để gặp bà Tân, anh làm video với bà Tân. Cả video của Phúc có hơn 1 triệu lượt xem. Video của bà Tân có Phúc có hơn 6 triệu lượt xem. Bên cạnh cái networking, cái mối quan hệ mà anh Linh nói rất chính xác. Cái thật sự quan trọng 90% vẫn là thái độ của mình, vẫn là cái cách mà mình làm theo chất của mình. Đúng không anh? Một lý do tại sao Phúc rất thích người Việt Nam. Tại vì ở Mỹ, nếu Phúc anh quay video and đi nói chuyện với người trên đường, họ nói không được quay, you know? But ở Việt Nam không ai nói với Phúc. Phúc đi qua chợ Việt Nam and mọi người hello, how are you? Thân thiện yeah. Nên Phúc có thể phỏng vấn với mọi người. Vậy thì những cái định hướng sắp tới của Phúc như thế nào? Có lẽ trong 2 năm nữa Phúc sẽ nhận được 1 triệu người đăng ký. 2 năm. Nụ vàng. Đó là mục tiêu bây giờ. Chỉ có một cái nút vàng thôi sao? Bởi vì Trinh nghĩ là cuối năm nay chắc là anh lên tới 1 triệu. Có thể đó, nếu mà trên tốc độ sharing rất là nhiều. Nếu mà bắt đầu từ bây giờ mà Phúc có những cái người tư vấn tốt, Phúc tiếp cận cái nền văn hóa Việt Nam với cái tình yêu thương của Phúc dành cho cái văn hóa đó mà chính phải là Phúc làm. Thì Linh nghĩ rằng con số 1 triệu chỉ đạt trong năm nay thôi, chứ không cần phải 2 năm nữa. Phúc có kế hoạch làm video học về văn hóa. Ví dụ Phúc luôn luôn muốn làm về trai. Biết về trai không? Về trai. Về trai bán. Về trai Long Dịch dép đức thao nhơ mũ bể đồ bán. Phúc nói thử câu đó rồi. Dài quá. Thì giờ dạ, về trai bán. Về trai bán. Ấy. Về trai bán. Phúc muốn trải nghiệm tất cả công việc ở Việt Nam. Phúc có chất, có ý tưởng, có một chất hài hước, có một cái mà người khác không có. Nhưng vấn đề định hướng theo văn hóa của Việt Nam, định hướng theo những gì khán giả Việt Nam thích thì cái đó Phúc phải nhờ người khác. Tại khác tìm một ông đạo diễn. Director. Đúng rồi, director, một đạo diễn để định hướng cho Phúc làm những cái việc nào đó để có thể hướng tới khán giả Việt Nam. Bởi vì Linh nhìn thấy tiềm năng của Phúc, bởi Linh hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Linh có thể đạo diễn là sản xuất, có thể là MC là diễn viên, thì ra là tất cả những lĩnh vực này Linh có thể nắm được. Và Linh định hướng, Linh nhìn Phúc, Linh biết rằng đây
là nhân tố của 1 triệu view trong năm 2020. Ủa anh như là dạo này anh đang làm thêm cái nghề làm ông bầu đúng không? Mấy để anh quản lý em luôn được không? Cái kênh của em chỉ được. Mới có 50.000 người follow thôi. Theo anh. Ok. Ok, yeah. Từ đây tới cuối năm. Rồi anh định em bán ve chai hả? Em sẽ có cách khác. Em bán ve chai, em bán cái khác. Rồi, bán thứ độc lạ hơn. Miễn sao anh cho em cuối năm nay được nút bạc nha. Ok, trò chuyện nhỏ. Anh mới làm TikTok mới có 2 ngày gần 2 triệu view rồi đó em. Hay quá vậy, 2 ngày được 2 triệu view. Mới 2 ngày thôi. Thực chất ở đây á, để giải mã một con người á nó cũng rất là khó, nhưng khi chúng ta bổ sung cho cái sự giải mã đó để nó phát triển là càng khó hơn nữa. Vậy thì phải tìm một cái người nào đó mà bổ sung nhiều thứ cho em. Dạ thưa quý vị, qua cái cuộc nói chuyện phím này của giải mã kỳ tài thì Trinh cũng tự phát hiện cho riêng mình một số điều mà Trinh học được cả của anh Linh và cả của bạn Phúc Mập Brandon Holly. Đó chính là thật sự kỳ tài nó không phải là một cái món quà từ trên trời rơi xuống, mà đó là cái sự khổ công và cái sự chuẩn bị, là một cái quá trình học hỏi rất nhiều chục năm, và cả cái ý tưởng sau đó phải biến ý tưởng thành hành động. Vậy nó là một cái hành trình mồ hôi nước mắt. Ngay cả anh Linh đã nói 2 ngày anh được 2 triệu người xem không phải vấn đề là của 2 ngày đó, mà là của vấn đề của 35 năm, 40 năm lao động miệt mài để có được một cộng đồng trái tim của khán giả sẵn rồi, và 2 ngày đó chỉ là gặt quả thôi. Vậy thì chúng ta không thể mong chờ một tài năng chói sáng sau một đêm, chúng ta chỉ có thể kiên trì với giấc mơ của mình mỗi ngày và đổ tâm huyết, lao tâm khổ tứ vì nó, như cách anh Nguyễn Linh làm trong suốt 30 năm qua, hoặc là như Phúc làm. Người ta nói là một năm, nhưng Trinh tin là đã tốn rất nhiều năm, 30 năm cho cả một cái hành trình để chúng ta biến những kiến thức thành của mình và tìm hiểu về văn hóa. Và nhân vật ngày hôm nay chính là minh chứng cho việc nếu bạn thích cái gì, người ta nói nó kỳ, bạn hãy biến thành kỳ diệu. Dạ, và cảm ơn anh Phúc Brandon. Cảm ơn em, cảm ơn anh, cảm ơn khán giả. Dạ, nhớ subscribe kênh của Phúc nha. Đừng quên đăng ký kênh của Phúc và chúc mừng năm mới. còn lâu lắm mới tới năm mới. Cả năm không sao. Chúc trước luôn. Đây cũng là một cái lạ của Phúc. Một con người luôn luôn đi trước những cái gì mà người ta suy nghĩ ha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.